báo gì đây? Bây giờ đây hả? Ghê quá trời luôn kìa. Ô, nó phun kìa, phun thuốc kìa. Máy đèn đang phun nước ở quận 10. Ô, phun nước nguyên cái khu luôn. Đâu được chạy vô hả? Ông nội cũng không dám chạy vô nữa. Kìa, nguyên máy đèn luôn kìa, đó, chở ra kìa. Đó bị rồi. Rồi từ để quay cái này. Mấy anh Grab đi giao hàng luôn. Mấy anh không cho vô luôn hả? Covid, phòng ngừa Covid xung quanh khu vực
đường ở đường gì ta? Đồng hồ này chứ.